Dạ, năm nay em sẽ lớp 10 ở của trường Anne Rice. Thì trong một năm qua ở trong trường Anne Rice thì em thấy cái môi trường ở đó là nói chung là đủ điều kiện để em học tập rồi chơi thể thao. Em nghĩ trường Anne Rice là một nơi mà để em có thể tận dụng nhiều những cơ hội mà em muốn thích. Cái học đột ngoại khóa đó hỗ trợ cho em biết nhiều hơn về cái môn nghệ thuật diễn kịch. Nhưng mà thực sự khi mà trải nghiệm tham gia cái vở kịch đó trong nhà trường thì em thấy thực sự là rất là thú vị. Tại vì mình có cơ hội được làm thêm bạn này, mình có cơ hội được làm thêm, được quen biết nhiều hơn với thầy cô. Và thầy cô ở bên đó họ cũng rất nhiệt tình giúp đỡ em, mặc dù em chưa có kinh nghiệm gì về diễn kịch hết. Tổng thật ở bên đó thì thực sự ra thì do tại em là không có ăn đồ Mỹ nhiều nên là những cái ngày tháng mà phiên thì em cũng ăn ít lắm, tại vì đồ ăn Mỹ mà nên là đâu có quen ăn ra thường xuyên đâu. Nhưng mà sau khi sống ở trong đó vài tháng thì em bắt đầu dần làm quen với đồ ăn Mỹ hơn. Thì đồ ăn Mỹ thì đôi lúc thì thường là người ta hay nấu trứng, rồi có bacon, rồi có khoai tây. Trong những cái ngày sự kiện đặc biệt như là ngày lễ tạ ơn hay là ngày Giáng sinh thì đồ bếp ở trong trường người ta cũng làm những thêm những món đặc biệt hơn, ví dụ như là gà tây, họ sẽ làm một những vài món special hơn nữa. Em biết là đôi lúc họ cũng có làm món châu Á, như em có nhớ có vài lần thì họ cũng làm món phở của Việt Nam á, mà cũng có kim chi người Hàn Quốc. Dạ. 7 giờ sáng là em đã dậy rồi. Nhưng mà thực ra lớp học bắt đầu lúc 9 giờ. Nhưng mà vì sao em đã dậy sớm và 2 tiếng trước khi giờ bắt đầu là em muốn đi tập thể dục. 8 giờ rưỡi thì em lên lại phòng dorm của em là cái tắm rửa rồi chuẩn bị đồ đạc. Rồi 9 giờ là em bắt đầu vô lớp. Xong rồi sau đó là đến giờ ăn trưa. Thì giờ ăn trưa là em sẽ hay xuống canteen ăn với bạn bè. Và sau 1 giờ 15 là tiết cuối. Thì tiết này là học từ 1 giờ 15 đến 2 giờ 45. Một cái khoảng thời gian nhỏ từ 2 giờ 45 đến 3 giờ 15 là giờ study hall. Thì từ 3 giờ 15 đến 4 giờ 15 là giờ học club. Nói chung là trường Anne Rice người ta cho tất cả các bạn nhiều cơ hội để trưởng thành hơn trong cái việc mà tham gia club. Mối quan hệ bạn bè của em thì khi em mới tới, giờ tại em là học sinh mới và nên là không có ai biết em nhiều. Nhưng mà chỉ vài tháng sau em gặp những bạn đó nhiều rồi nên là họ cũng bắt đầu muốn làm quen với em, muốn hỏi em là ai, em đến từ đâu, rồi tại sao em biết trường Anne Rice. Nhưng mà mỗi khi em nói chuyện với bạn bè thì em hay nói về bài tập. Nhưng mà em cũng đôi lúc cũng trao đổi với các bạn về những cái sở thích khác như là môn thể thao này, rồi cầu thủ này, hay là bộ phim ảnh này đó. Theo em thì những học sinh Mỹ ở bên đó họ rất là thân thiện với nhau. Thì đôi lúc họ cũng nhây, nhưng mà em nghĩ cái kiểu nhây của họ cũng khá vui nhộn, không có quá mức. Nhưng mà nói tổng quát chung thì em nghĩ học sinh thì họ rất là, ở bên trường em họ rất là thân thiện, họ rất là dễ để kết bạn. Thì lời khuyên của em là trường Anne Rice là một trường rất tốt để cho tất cả các bạn cái cơ hội đó thành giấc mơ hiện thực. Thì em nghĩ những bạn Việt mà nếu như muốn tới trường Anne Rice thì đừng có lo ngại về cái chuyện mà làm thân là kết bạn với bạn bè. Tại vì các bạn, đa số bạn bè người Mỹ họ rất là thân thiện với nhau, họ không có bao giờ mà isolate người khác á chị. Cho nên là em nghĩ đó là các bạn người Việt mà khi mới tới trường Anne Rice không có nên lo lắng về cái chuyện mà kết bạn người Mỹ, họ sẽ luôn luôn sẵn sàng và giúp đỡ những người mà mới tới và hay gặp khó khăn.